Mặc dù đang trong tiết vũ thủy, nghĩa là mưa ẩm, nhưng thời tiết tại miền Bắc lại đang khá là trái ngược so với tiết khí. Những hạt mưa xuân kéo theo sương mù đặc trưng thường thấy sau Tết đã không còn xuất hiện, mà thay vào đó là tiết trời nắng ấm. Thống kê từ sau Tết không xuất hiện tình trạng nồm ẩm thường có vào mùa xuân. Những trận mưa phùn cũng rất hiếm hoi, trong khi đó những cơn mưa rào thì qua nhanh. Sáng sớm và đêm nay trời vẫn rét, nhưng đến trưa trời nắng ấm với mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể lên đến từ 25 đến 26 độ C. Về đêm trời quang, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C. Xu thế tăng nhiệt sẽ càng rõ ràng hơn trong tuần tới và cũng chưa có dấu hiệu về sự xuất hiện của không khí lạnh. Đây cũng là thời tiết chung của các vùng miền khác trên cả nước trong những ngày tới. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ về đêm và sáng sớm tiếp tục se lạnh, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ C và cao nhất từ 29 đến 33 độ C.